Xin phép cả lớp là hôm nay thầy sẽ chữa cho chúng ta cái đề kiểm tra học kỳ 2 của trường Trung học phổ thông Thăng Long Hà Nội năm học 2020 năm 2021 nhá. Thì ở trong cái đề này có 30 câu là những câu rất là dễ, và nhưng mà thực ra là bởi vì là những câu này dễ nên là có khá nhiều bạn sẽ dễ bị sai hay là dễ bị nhầm. Có nhiều bạn thì còn có nhiều bạn thì không biết được rằng là đi vào phòng thi thì có được cầm bảng tuần hoàn hay không, thì câu trả lời của thầy là không được cầm bảng tuần hoàn nhá. Đề thi người ta sẽ cho chúng ta về cái nguyên tử của các chất như sau. Các bạn comment thầy đáp án câu số 1 ạ. Câu số 1 ạ, thuộc tính nào sau đây không phải là của hợp chất hữu cơ? Thuộc tính nào sau đây không phải là của hợp chất hữu cơ? Cái của học kỳ lớp 12 ấy, cái của học kỳ 2 lớp 12 ấy, nó trọng tâm là phần hữu cơ. Đúng không ạ? Và phần hữu cơ thì đa số các bạn là sợ. Đa số các bạn mất gốc, đa số các bạn sợ sai. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta cùng ôn để chúng ta không bị sợ sai nữa. Khả năng phản ứng hóa học chậm theo nhiều hướng khác nhau, đúng. Không bền ở nhiệt độ cao, đúng, có nghĩa là kém bền nhiệt độ cao đấy. Liên kết hóa học trong phần tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết ion sai, đúng không? Chủ yếu là liên kết cộng hóa trị nhé, sai. Vậy không đúng là C. Ok chưa? Dễ bay hơi, dễ cháy hơn so với hợp chất vô cơ, cái này đúng nhé. Câu số 2 ạ. Đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon thu được số mol CO2 mà nhỏ hơn số mol nước. Có nghĩa là tương đương với việc là số mol nước nó lớn hơn số mol CO2 các em nhé. Thế thì đốt cháy hydrocarbon mà cho số mol nước lớn hơn số mol CO2 thì nó chỉ có thể là ancan. Đúng không? Và ancan còn một điều đặc biệt hơn nữa, tiện thể ở đây thì nhắc lại cho chúng ta, đó là gì ạ? Là N nước trừ N2 chính bằng N ancan. Mình lưu ý điều đó nhé. Câu số 3. Anken nào sau đây có đồng phân hình học? Anken nào sau đây có đồng phân hình học? Thì điều kiện để một anh anken có đồng phân hình học, tiện thể thầy nhắc lại cho chúng ta đây. Thì đây là A, đây là B, đây là C, đây là D. Thì nó phải thỏa mãn một cái điều kiện đồng thời như sau. Đó là A phải khác B và C nó phải khác D các bạn nhé. Các bạn lưu ý cho thầy nhé. A phải khác B và C nó phải khác D. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta, anh này không được. Đúng không? Đúng chưa? Đáp án đúng của chúng ta chỉ có một đáp án thôi, đó là đáp án C. Thì vẽ cái anh đáp án C ra cho chúng ta nhìn để chúng ta biết được là tại sao thằng C lại đúng nhá. Rồi. Tại sao thằng C lại đúng? Đây thầy vẽ thằng C cho chúng ta nhìn. Cái này phải vẽ ra thôi chứ biết làm sao được. C này, nối đôi C này, CH3 này, CH2 này, CH3 này, H này, CH3 này. Đấy chưa? Thì mình có cụm này, khác cụm này chưa? Cụm này, khác cụm này chưa? Đấy chưa? Đây A khác B, C khác D. Vậy suy ra có đồng phân hình học. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các bạn nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay, hãy nhanh tay tag tất cả các bạn của các em vào đây và chia sẻ buổi học này lại về tường, bởi vì đây là một học free ạ. Cảm ơn cả tất cả các bạn và các em rất rất nhiều ạ. Ok ạ. Câu số 4 ạ. Câu số 4. Cho anken X tác dụng với HBr. Cho anken X tác dụng với HBr thu được hợp chất Y duy nhất nhé. Cho anken X này tác dụng với HBr thu được hợp chất Y duy nhất anken X mà tác dụng với lại HBr nhé, mà lại chỉ thu được một hợp chất Y. Đề bài nói chúng ta Y là duy nhất. Lưu ý cho thầy là đề bài nói chúng ta Y là duy nhất. Hãy cho biết X phản ứng với chất nào sau đây. Thế thì những bạn nào mà học thầy ấy, thì nắm được ngay là những cái thằng mà anken mà đối xứng thì khi tác dụng với lại tác nhân bất đối xứng thì chỉ thu được một hợp chất hữu cơ duy nhất. Đúng không? Đấy là những bạn đã học thầy, những bạn có skill giải nhanh. Còn những bạn nào mà chưa học thầy thì hãy giải được cách sau. Bởi vì các em sẽ không biết được cái skill đâu. Các em sẽ giải được kiểu này. Viết phương trình ra. Bút màu đen đây. Tác dụng HBr thì nó sẽ tạo thành hai sản phẩm. Đúng không? Hoặc H vào đây. Hoặc Br vào đây. Sản phẩm số 2 là. Đúng chưa? Br vào đây. H vào vị trí còn lại. Ok chưa? Thế thì đây là thu được hai sản phẩm, nó không phải sản phẩm duy nhất. Nên loại đáp án này. Tương tự như vậy thì đáp án B cũng thu được hai sản phẩm. Pentamoren thì thu được hai sản phẩm. Đây, H vào đây. Br vào đây. Và ngược lại. Br vào đây. H vào đây. Đúng chưa? Thế là cũng bỏ luôn. B. 2-metin-bút-1-en cũng loại nốt. Tại sao? Tại vì đây. 2-metin-bút-1-en. Được chưa? Khi cộng với lại HBr thì nó cũng thu được hai sản phẩm, tại vì nó có hai vị trí để cộng. Trường hợp thứ nhất là Br vào đây, H vào đây thì đây là sản phẩm phụ.
Trường hợp thứ hai, BR vào đây, H vào đây, đây là sản phẩm chính. Ok chưa? Vậy là cái thằng C cũng bỏ. Vậy mình chỉ còn một đáp án duy nhất thôi. Đây là đáp án bút 2N. Đây các bạn cùng nhìn nha, bút 2N. Bút 2N. Bút 2N mà khi tác dụng với HBR thì sẽ tạo thành, đây ạ, khi mà chia ra hai cái vạch này thì brom đính vào đâu cũng như nhau, đính vào đây hay đính vào đây như nhau. Đúng không ạ? Brom đính đây hay đính đây như nhau. Được chưa? Vì vậy nên chúng ta chỉ thu được một sản phẩm duy nhất. Đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Được chưa? Thì các em cần chú ý nhá. Cái việc mà hiểu bản chất hay giải nhanh, các bạn giải nhanh được là bởi vì các bạn làm cái này quá nhiều rồi thì các bạn giải nhanh được thôi. Còn lại chúng ta chưa có giải nhanh được là bởi vì chúng ta làm theo kiểu giải bản chất cũng được, không sao cả. Nhá. Câu số 5 ạ, công thức tổng quát của Alkadien. Trời ơi, Alkadien quá dễ luôn. Công thức tổng quát của Alkadien nó sẽ giống với lại công thức tổng quát của Alkin. Nó là CnH2n-2. Và lưu ý cái điều kiện này, Alkadien thì Alkadien nhỏ nhất ở đây đúng không ạ? Vậy là số nguyên tử carbon phải lớn bằng 3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là CnH2n-2 với n lớn bằng 3. Với n lớn nó bằng 3 nhé. Không có n lớn bằng 3 thì n phải lớn hơn 2. Được chưa? Vậy chọn nhất là n lớn hơn 2. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B, rất tiếc cho những bạn mắt lé. Phải n lớn hơn bằng 3. Còn nếu mà không có dấu bằng thì phải là n lớn hơn 2. Đúng không ạ? N thuộc tập hợp các số nguyên. Rất tiếc cho các anh em. Câu số đã bị lừa sấp mặt. Nhiều bạn bị lừa không ạ? Thầy thấy là nhiều bạn bị lừa lắm. Câu số 6 này. Có bao nhiêu đồng phân có liên kết 3 nằm ở đầu mạch ạ? Có bao nhiêu đồng phân mà có liên kết 3 nằm ở đầu mạch? Thế bây giờ C5H8 là ankin rồi. Bây giờ mình vẽ cái mạch C5 ra và mình đi xét xem là những anh nào có liên kết 3 đầu mạch. Đây. C5 đây. Một đồng phân đúng không ạ? Mạch C4. Hai đồng phân đúng không ạ? Mạch C3. Không được. Vậy ở đây mình sẽ có rằng anh C5H8 thì chúng ta chỉ có bao nhiêu rồi? Hai đồng phân có liên kết 3 nằm ở đầu mạch. Đây. Và đây, hai đồng phân có liên kết 3 nằm ở đầu mạch. Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Hai đồng phân có liên kết 3 là ở đầu mạch. Có bao nhiêu chất khi cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì tạo thành kết tủa? Lưu ý nhá, tạo thành kết tủa. Thế thì để mà tạo thành kết tủa với AgNO3 trong NH3 thì chúng ta phải nhớ này. Tạo kết tủa bạc AgNO3, tạo kết tủa với AgNO3 trong NH3 thì nó là gồm những thằng nào? Thứ nhất là bọn an 1 in. Thứ hai là bọn anhydride. Được chưa? Thế bây giờ mình xem nhá. Acetylene này, HCCH đúng A1in chưa? Đúng không ạ? A1in chuẩn chưa? Một cháu. Propin. Đúng chưa? Liên kết ba đầu mạch chưa? Hai cháu. Bút 1in thuộc loại A1in chưa? Ba cháu. Bút 2in không phải thuộc loại A1in, bỏ luôn các bạn nhớ nhá, bỏ luôn. Propan không có liên kết 3, bỏ tiếp. Buta 1,3DN không có liên kết 3, bỏ tiếp. Vậy ở đây mình chỉ có acetylene là 1, propin là 2 và bút 1 in là 3. Và các em phải đặc biệt lưu ý cho thầy là acetylene thì có 2 hydro linh động nên nó sẽ thế 2 bạc. Vậy ở đây chúng ta sẽ có rằng là có tổng cộng là 3 chất. Đúng chưa? Khi tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 thì tạo ra kết tủa. Đáp án đúng là đáp án A. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy cũng như chia sẻ lại buổi học ngày hôm nay. Hãy chia sẻ buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây nhá. Câu số 8 ạ. Câu số 8 là một trong số những câu mà các bạn hay bị lừa nhiều nhất khi ở đây đề bài hỏi chúng ta là buta 1,3DN tác dụng với lại brom thì thu được bao nhiêu dẫn xuất đi brom là đồng phân cấu tạo. Lưu ý cho thầy cái từ là đồng phân cấu tạo. Thì khi mà đề bài hỏi chúng ta là đồng phân cấu tạo thì tương đương với việc là chúng ta loại bỏ bọn đồng phân hình học, có nghĩa là không xét đồng phân hình học. Nhá. Không xét đến đồng phân hình học. Các bạn nhớ chưa? Mình không xét đồng phân hình học ở trong này. Vậy bây giờ mình đi viết phương trình. Thì trong các bọn alkadien ấy, khi chúng ta làm các bạn phải nhớ đến cho thầy là gì ạ? Nó có cộng 1 2 và nó có cộng 1 4. Butadien mà cộng 1 2 thì nó như thế nào? Đây ạ, cộng với lại Br2 mà cộng 1 2 thì nó xảy ra phản ứng xảy ra ở điều kiện thường nhá. Đây cộng 1, 2, chia hai cái vạch ra, brom đứng đây và brom đứng đây. Ok chưa? Dễ chưa? Ôi, câu 8 này nó khó quá, nhiều bạn chưa có thấy bạn nào comment đáp án luôn ạ. Đây là sản phẩm cộng 1, 2. Và chúng ta còn một sản phẩm nữa là sản phẩm cộng 1, 4.
chúng ta còn một sản phẩm nữa là sản phẩm cộng 1,4. Chia hai cái vạch ra đây, nối đôi nằm ở giữa. BR ở đây và BR ở đây. Được chưa? Vậy khi mà đề bài hỏi chúng ta là anh butadien tác dụng với brom á thì thu được bao nhiêu dẫn suất đi brom là đồng phân cấu tạo? Thì chúng ta chọn chỉ có hai thôi. Các em nhớ chưa? Chỉ có hai thôi nhá. Thế còn nếu mà đề bài hỏi rằng có bao nhiêu đồng phân, có tối đa bao nhiêu đồng phân thì chúng ta phải chọn là có 3. Tại vì làm sao? Tại vì anh này có đồng phân hình học. Nhưng mà do ở đây đề bài hỏi chúng ta là có bao nhiêu đồng phân cấu tạo rồi nên mình sẽ không cần xét được đồng phân hình học nữa, nên mình bỏ đi. Được chưa? Nên mình chỉ có 2 nhá, các bạn nhớ chưa? Dễ mà. Câu số 9 ạ, công thức phân tử nào sau đây đúng với benzen? Ủa ôi, dễ thế. Công thức nào đúng với benzen các em? Benzen là gì ạ? Có 6 carbon và 6 hydro, vòng 6 cạnh, đúng không? Công thức của nó là C6H6. Bonus thêm là benzen tồn tại điều kiện thường thể lỏng, đúng không? Sánh nhờ, không màu. Được chưa? Không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ, và chính nó là dung môi hữu cơ. Câu số 10 ạ. Chất nào sau đây là mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường? Chất nào sau đây ạ là mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường? Thì mình phải tổng hợp những cái chất mà làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường. Những chất mà làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường là, thứ nhất là bọn mà có chứa liên kết bội, chứa liên kết bội. Ví dụ như là nối đôi này, ví dụ như nối 3 thì được tính là liên kết bội. Được chưa? Thứ hai là tất cả các bọn anhydride. Ceton không mất màu nhá, axit không mất màu nhá. Vậy ở đây này, vòng benzen không làm mất màu. Vòng thơm chúng ta biết rồi, vòng thơm bền với tác nhân oxy hóa, mặc dù nó có nối đôi CC nhưng không mất màu. Metan là toàn nối đơn rồi nên không mất màu. Toluen càng không mất màu. Toluen phải đun nóng lên mới mất màu cơ, đúng không? Còn ở đây hỏi là điều kiện thường. Các bạn hay rất hay quên rằng toluen nhá, toluen phải đun nóng lên mới màu, mất màu, nhớ chưa? Acetylen. Acetylen thì là mất màu. Được chưa? Vì vậy bởi vì nó có liên kết bội, acetylen là mất màu dung dịch KMnO ở ngay điều kiện thường cơ ạ. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Các bạn nhớ nhá. Các bạn nhớ thật, nhớ cho thầy những cái này, bởi vì những cái này nó rất rất quan trọng và đa số các em bị nhầm. Nhá, phải nốt lại cái phần này lại cho thầy. Ghi lại vào trong vở, lưu lại cho nó nhớ nhá, để mình đi thi mình không bao giờ bị toang. Được chưa? Câu số 11 ạ. Phát biểu nào sau đây không đúng về styren? Styren thì trong quá trình dạy thì thầy hay nói trêu các bạn nam, nó là styren, đúng không ạ? Styren. Thì đầu tiên mình nhớ được công thức của styren. Thì styren ấy nó còn có một tên gọi khác, nó là vinin nhá, vinin benzen. Được chưa? Styren có một tên gọi khác là vinin benzen. Thì ở đây anh này có nối đôi CC. Do nó có nối đôi CC nhá, nên nó có rất nhiều tính chất của đằng anken. Nó có thể làm mất màu dịch brom điều kiện thường, nó có thể phản ứng trùng hợp, nó làm mất màu dịch KMnO4 điều kiện thường. Ở đây đề bài nói styren là một hợp chất thơm, cái này chính xác. Bởi vì cứ chất nào mà chứa vòng benzen ở bên trong phân tử ấy, thì nó là hợp chất thơm, các em nhớ chưa? Nên nó là đúng. Nhưng ở đây đề bài hỏi chúng ta là không đúng cơ. Styren có phân tử khối là 104, phải bấm máy tính thôi. Công thức của nó là chỗ này là C6H5 CH nối đôi CH2. Thì nó sẽ là 12 x 6 cộng 5 cộng 13 cộng 14 bằng 104, đúng tiếp. Styren là một hợp chất không no, không đúng, nó là hợp chất thơm rồi. Styren thuộc dãy đồng đẳng của benzen, thế thì thuộc dãy đồng đẳng của benzen là sai lẻ. Đúng chưa? Dãy đồng đẳng benzen nó sẽ có công thức là CnH2n-6. Nên cái này là sai nhất. Sai nhất là gì? Ok chưa? Sai nhất của chúng ta là gì? Các em nhớ nhá. Trong quá trình đi thi ý, chúng ta mà chọn đáp án thì chúng ta sẽ chọn ưu tiên cho thầy chọn đáp án sai nhất. Được chưa? Câu số 12. Đun hỗn hợp ethanol với H24 đặc ở 140 độ C thì sản phẩm chính thu được là gì? Ethanol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140 độ C thì mình sẽ thu được là C2H4 nhá. Ở 140 độ C đây phản ứng ete hóa. 170 độ C thì mới là phản ứng là tạo thành anken. Còn đây là phản ứng tạo thành ete các em ạ. Thì nó sẽ là C2H5O C2H5 cộng H2O. Được chưa? Nhớ chưa? Đấy, vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó phải là tạo thành ete. Anh này có tên gọi là dietin ete. Các em nhá, đáp án đúng là đáp án A. C2H5O C2H5. Ok, sang phần bài tập đây rồi. Câu 13. Câu 13. Ở cái phần ancol ấy, cái phần bài tập tính toán của ancol này này,
Nó là phần bài tập cơ bản nhất. Nó là phần bài tập cực kỳ cơ bản. Cái câu 12, cái câu 13 này là một câu tính toán cực kỳ cơ bản. Nhá. Mà kiểu gì cũng có trong đề học kỳ. Các bạn không thể trốn tránh được. Thế nên là ở cái câu này nhá, thầy sẽ có hai cách giải. Nhưng mà thầy sẽ ưu tiên giải cách nhanh, bởi vì là bây giờ ấy, bạn nào mà hiểu là hiểu ngay, bạn nào không hiểu áp dụng công thức này tính toán rồi, không có thời gian đâu mà học nữa nhá. Ok ạ. Vậy là chốt công thức giải nhanh nhé. Với ancol chúng ta luôn luôn có một công thức giải nhanh như sau. Mình luôn luôn có là m chất rắn trừ m ancol mà chia cho 22 thì luôn bằng số mol nhóm OH, hay chính bằng 2 lần số mol H2. Đấy, những cái này là vào các cái buổi live stream trước về bài ancol thầy đã dạy rất nhiều rồi. Bạn nào mà muốn coi lại tại sao công thức này có thể coi lại các video live stream buổi trước. Còn hôm nay chúng ta được ứng dụng công thức này để chúng ta giải. Vậy để bài hỏi chúng ta là m muối khan, mình thay thế vào đây mình sẽ có m m chất rắn chính là m muối khan trừ đi m ancol, để bài cho biết m ancol rồi 5,66 chia cho 22 thì bằng 2 lần NH2. Mình tìm được số mol H2 bằng 1,792 chia 2,4 bằng 0,08 nhá. 0,08 được chưa? 2 nhân với 0,08. Vậy suy ra mình tìm được m muối nó bằng 0,08 nhân 2 nhân 22 bằng cộng 5,66 bằng 9,18 gram ạ. 9,18 gram, đừng bạn nào nhìn mắt lé chọn thành 9,17 nhé. 9,18 gram. Và đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C ạ. Nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C ạ. Ok. Các bạn hiểu không ạ? Có bạn nào không hiểu không ạ? Có bạn nào không hiểu không thì để thầy giảng theo cách giải chậm. Nhá. Còn nếu mà các bạn hiểu hết rồi thì thả thêm một dấu chấm để thầy tiếp tục sang câu khác ạ. Công thức này rất nhanh và công thức này rất rất bá đạo. Các em cần phải nắm được công thức này. Ok không? Bây giờ sang câu 14 á. Câu 14 là một cái câu hỏi về tính chất hóa học của bọ ancol. Và cái tính chất hóa học của bọ ancol này nó liên quan đến cả chương trình lớp 12. Nên là các bạn cần phải nắm vững như thế cái kiến thức hóa học này. Ở đây đề bài hỏi chúng ta là những chất nào tác dụng với CO2 lần để tạo thành dung dịch màu xanh lam. Thì các em lưu ý cho thầy nhá. Điều kiện của những chất nhá. Điều kiện của những chất mà tác dụng được với CO2 lần để tạo thành dung dịch màu xanh lam là đấy, tất cả các chất mà lại tác dụng với COOH 2 lần mà tạo thành dung dịch màu xanh lam. Cái này các em phải lưu lại nhá. Cái này các em phải lưu lại, các em phải ghi lại đấy. Nó là tất cả những chất sau này. Có nhóm OH thỏa mãn hai điều kiện đa và kề. Các em nhớ chưa? Đa và kề. Thế nào là đa? Lớn hơn bằng 2 nhóm OH thì là đa. Được chưa? Lớn bằng 2 nhóm OH thì là đa. Thế nào là kề? Kề là phải nằm ở hai carbon cạnh nhau thì được gọi là kề. Các bạn cứ nhớ vậy cho thầy. Được chưa? Lớn hơn 2 nhóm OH và ít nhất có 2 nhóm OH nằm ở hai nguyên tử carbon cạnh nhau. Đây, ví dụ anh này này, 2 nhóm OH và 2 nhóm OH và 2 đính vào hai nguyên tử carbon nằm cạnh nhau. X được. Anh Y này có 1 nhóm OH thôi này. Các em nhìn thấy không ạ? Vậy loại Y. Anh Z này, 3 nhóm OH thỏa mãn cái đầu tiên nhá. Đây, 3 nhóm OH đều nằm cạnh nhau, vậy lấy luôn Z, Z được. R này, R lại không có nhóm OH nào, bỏ luôn. T này, T nhìn này, 2 nhóm OH các em nhìn nhợ có 2 nhóm OH và nằm ở hai nguyên tử carbon cạnh nhau, lấy luôn. T. Và cuối cùng M, mặc dù M có 2 nhóm OH nhưng nó không nằm cạnh nhau, các em nhìn thấy không? Cách nhau ở một carbon, vì vậy mèo không được. Vậy đáp án đúng chúng ta là X, Z, đúng không? X, Z, T. Ok chưa? X, Z, T. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Và ở đề bài hỏi chúng ta về bậc của ancol, thì ta phải nhớ là về kiến thức lý thuyết bậc ancol là gì. Cái này là nhiều bạn sai. Bậc ancol, các bạn cứ hiểu nhầm rồi. Bậc ancol thì chính bằng bậc của nguyên tử carbon mà nhóm OH đính vào. Các em nhớ chưa? Bậc ancol thì chính là bậc của nguyên tử carbon mà nhóm OH đính vào. Vậy mình vẽ lại anh này, mình đếm nhá, xem nó là bậc mấy. Mình phải vẽ lại 1, 2, 3 OH. Rồi, đây ạ. Chỗ này là CH3 nhỉ. Chỗ này chắc là CH3, chỗ này gõ sai. Vậy đây nhỉ, mình nhìn thế này, OH đính vào carbon này. Và bây giờ mình xác định xem anh carbon này là bậc mấy. Thì bậc của nguyên tử carbon thì chính bằng số liên kết của carbon với các nguyên tử carbon bên cạnh. 1, 2, 3. Vậy là liên kết. Đây carbon bậc 3. Được chưa? Vậy đây là ancol bậc mấy?
ancol bậc 3 các em nhá. Ancol bậc 3 nó dễ lắm, đúng không? Các em chỉ cần nắm được định nghĩa, các em chỉ cần nắm được một vài cái mà thầy nói thôi thì mọi thứ nó cực kỳ dễ dàng, mình làm rất là dễ. Môn hóa, môn hóa không khó một tẹo nào nhá. Môn hóa không khó một tẹo nào, lấy năm cực kỳ dễ. Ok không ạ? Nhanh câu 16 này chúng ta phải có phương pháp làm, được chưa? Thì phương pháp làm các em lưu lại cho thầy nhá. Phương pháp làm các em lưu lại cho thầy nhá. Đây này. Phương pháp làm chúng ta, các em lưu lại cho thầy này. Là gì? Là với N anh ancol khác nhau. Ancol khác nhau. Thì ta tạo được N nhân N cộng 1 chia 2 các ete. Đây là tạo được tối đa N nhân N cộng 1 chia 2 ete. Vậy này, với ba anh ancol này khác nhau thì chúng ta tạo được tối đa bao nhiêu? Thì với ba ancol khác nhau thì mình tạo được là 3 nhân với 3 cộng 1 chia 2 bằng 6 ete. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là câu 16 là đáp án D, 6 ete. Được chưa? Thì đây là một cái câu mà nếu mà viết thì vẫn được thôi, nhưng chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian, và sau này chúng ta học hóa chúng ta sẽ gặp lên rất rất nhiều bài mà chúng ta viết phương trình thì vẫn được nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian, nên chúng ta phải cần có những kỹ năng giải nhanh nhá. Và ở đây thầy luyện cho ta những kỹ năng giải nhanh nhanh. Ok ạ, vì một mục đích là chúng ta thi điểm thật là cao nha anh em. Thi điểm cao nhớ nhắn tin báo vui với thầy nhá. Câu 17 ạ. Câu 17 cũng là một câu rất là hay luôn. Một câu tính toán ở cái đề Thăng Long này rất là thú vị, bởi vì là đề ra nó vừa phải thôi, nó không có những câu quá đánh đố và những câu quá học búa và những câu quá khó. Thầy tuyên dương với lại cái đề thi Thăng Long này, thầy rất là quý. Câu 17 thầy rất là quý người ra đề về đề Thăng Long này. Câu 17, đốt cháy hỗn hợp gồm 3 hydrocarbon mạch thở. 3 hydrocarbon thì đặt nó là CHI. Tác dụng với lại oxy thì mình sẽ thu ra được là CO2, số mol CO2 bằng 0,1. Số mol nước ạ. Số mol nước bằng 2,25 chia 18 bằng 0,125. Đề bài bảo là tính thể tích oxy đã dùng để đốt cháy hỗn hợp X. Thế thì mình không cần quan tâm hỗn hợp X là bao gồm như anh nào nha các bạn, chú ý nhá. Không cần để ý hỗn hợp X như này, các bạn cứ đi chăm chăm đi tìm hỗn hợp X là như anh nào là toang, không thể nào giải được. Không để ý hỗn hợp X là như anh nào, bởi vì chúng ta làm sao tìm thể tích oxy có nghĩa là tìm số mol oxy, đúng không ạ? Đầy oxy trước phản ứng chỉ nằm trong O2, oxy sau phản ứng nằm trong CO2 và nằm trong nước. Vậy chúng ta chỉ cần đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thôi, bảo toàn nguyên tố oxy là xong. Thì mình có này, oxy ban đầu nằm trong O2 có 2 oxy, oxy sau nằm trong CO2 có 2 oxy và nằm trong nước có 1 oxy. Đúng không ạ? Vậy hoàn toàn mình sẽ suy ra số mol oxy sẽ bằng 2 nhân 0,1 cộng 0,125 chia 2 bằng. Được chưa? 2 nhân 0,1 cộng 0,125 bằng chia 2 bằng 0,1625. Và hoàn toàn ở đây chúng ta nhân với lại 2,4 thì chúng ta sẽ tìm được thể tích 3,64 lít nhá. 3,64 lít. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B, lại là một câu rất rất dễ, nó không đánh đố một tẹo nào, đúng không các em? Đấy các em, đôi khi các em không cần học từ đầu, các em chỉ cần coi cái buổi live này của thầy thôi thì hoàn toàn chúng ta có thể giải được những cái câu như này, đúng không? Một lần là nhớ cả đời, một lần cho nhớ cả đời. Ok. Câu số 18. Toàn bộ các skill của thầy sẽ được phô ra trong ngày hôm nay để cho các bạn và các em có thể chinh phục được cái đề thi cuối học kỳ hóa học lớp 11 khó nhất. Câu 18. Tác dụng với lại clo theo tỷ lệ 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính. Yêu cầu ở đây là sản phẩm chính, thì mình phải nhớ lý thuyết cho thầy, nhớ về cái câu sau này. Là clo sẽ ưu tiên thế hydro của carbon có bậc cao nhất. Được chưa? Sẽ ưu tiên thế hydro của carbon có bậc cao nhất nhá. Vậy ở đây mình sẽ có này. Đây mình vẽ lại này, C này, C này, C này, C này, C này, CH3. Coi như là mình bỏ cái thằng hydro đi cho dễ nhìn. Anh này bậc 1, anh này bậc 1, anh này bậc 2, anh này bậc 1, anh này bậc 3. Vậy anh bậc 3 là anh bậc cao nhất. Vậy khi cộng với lại clo tỷ lệ 1:1 thì sản phẩm chính sẽ ưu tiên thế vào carbon có bậc cao nhất, đúng chưa ạ? Là anh này. Vậy đáp án đúng của chúng ta nhìn thì chỉ có đáp án B mà thôi. B các em nhá. Thì trùng hợp ethylene mình viết chương trình nha. CH2 nối đôi CH2 trùng hợp ạ. Nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này, CH2 này,
CH2 này. Ok chưa? N lần này. N lần này. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B các em nhá, đừng để bị nhầm. Nó phải là đáp án B. Đấy thì thấy có rất nhiều bạn nhầm ạ. À, các bạn ơi, các bạn nào mà đang học ở trường Thăng Long thì giúp thầy tag các bạn học trường Thăng Long vào đây được không ạ? Để cho các bạn biết ở đây thầy đang giải cái đề cương của trường Thăng Long. Đây là cái đề cuối cùng ở trong cái đề cương của trường Thăng Long dành cho các bạn học sinh lớp 11. Đây là đề thi năm ngoái của các bạn trường Thăng Long ạ. Câu 20 ạ. Cho hỗn hợp gồm propin và hiro dư. Propin ạ. Và hiro dư. Hiro dư. Đi qua xúc tác phở dê trên phở bò CO3 đun nóng. Thì các em lưu ý cho thầy này, phở dê trên phở bò, ăn phở có bao giờ no được không? Nhớ thầy nhá, ăn phở là không bao giờ no được. Chính vì vậy nên cứ có phở dê trên phở bò thì nó chỉ bẻ gãy liên kết 3 để đưa về liên kết đôi. Có nghĩa là giữ nguyên liên kết đôi, phá vỡ liên kết 3. Được chưa? Và anh này có tên gọi là propen. Propen. Hay mình còn được biết tới nó có một cái tên nữa là gì ạ? Gì ạ? Propylen. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Propen. Dễ mà. Đúng không? Quá dễ. Câu 21 này là một câu tính toán hơi khó của đề. Chúng ta đánh dấu cho để lại tí chúng ta giải sau nhá. Câu 22. Câu 22 dễ lắm. Các bạn cùng quan sát. Các bạn đừng nhìn thấy câu 22 này mà các bạn sợ nhá. Thầy sẽ chỉ chúng ta skill. Thực ra câu 21 cũng dễ. Nhưng mà thầy để lại câu 21 một tí nữa thầy giải. Thầy giải câu 22 cho các em nhìn nhá. Câu 22 dễ lắm, các bạn đừng có kinh. 22 này. Cho 2 gam hỗn hợp gồm C2H2, CH4, C2H4 và C4H6 đi qua bột niken đun nóng và hiro, chỗ này gõ sai, và hiro đi qua bột niken đun nóng sau khoảng một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X thì cần vừa đủ V lít khí oxy để thu được CO2 và H2O. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 2,24 chia 2,4 bằng 0,1. Được chưa? Xác định giá trị của V. Thế thì muốn cần tìm số mol oxy thì các bạn phải lưu ý cho thầy cái hỗn hợp CH2, CH4, CH4, C4H6 và H2 để nhìn trông lóa mắt thôi. Chứ còn thực ra nhá, thực ra nhá, chúng ta nhìn thấy bọn này là hydrocarbon nên mình có thể quy đổi, quy đổi bọn này là về hỗn hợp của một carbon và hydro. Và hỗn hợp X này do nung trong bình kín nên cũng quy đổi nó tương đương là carbon và hydro. Vậy là khối lượng của carbon và hydro này bằng 2 gam, dễ chưa? Thầy bảo toàn nguyên tử carbon thì có phải là carbon trong hỗn hợp X này chu tọt hết vào trong carbon trong CO2 không? Và carbon trong CO2 là có 0,1 mol nhân 1 là 0,1, vậy suy ra carbon trong hỗn hợp X này cũng là 0,1 mol. Vậy ngay lập tức đến đây mình sẽ tìm được số mol nguyên tử hydro 2 trừ đi 0,1 nhân 12 bằng 0,8. Vậy số mol hydro bằng 0,8. Vậy đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro, mình có 0,8 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,4. Xong rồi. Bây giờ mình lại quay trở lại cái bài như vừa nãy, mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy các em ạ. Bảo toàn nguyên tố oxy, mình sẽ có này. Trong này oxy có 2 oxy đúng không? Vậy là 2 lần số mol O2 thì bằng, đây trong oxy này có 2 oxy đúng không? 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol nước, bởi vì trong này chỉ có 1 oxy trong nước. Vậy hoàn toàn mình sẽ có là số mol O2 nó sẽ bằng là 2 nhân 0,1 cộng 0,4 tất cả chia 2. Thì 2 nhân 0,1 cộng 0,4 là 0,6, 0,6 chia 2 bằng 0,3. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được thể tích là bằng 0,3 mà nhân 2,4 thì bằng 6,72 lít nhá. 6,72 lít, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Dễ không các bạn ạ? Các bạn nhìn thấy dễ không ạ? Đây thầy cứ dừng lại cho các bạn có thể ghi lại một chút. Và những bạn nào mà chưa kịp lưu lại, những bạn nào chưa kịp ghi thì có thể share lại buổi học này lại về tường. Và chốc nữa chúng ta ghi lại bài sau nhá. Ok chưa ạ? Mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 23, đề này chúng ta chỉ có 30 câu thôi. Nhá, đề Thăng Long nhẹ nhàng lắm. 30 câu thôi. 30 câu ạ. 3,9 gam. 23 lại một câu tính toán ạ. Nhưng mà tính toán này dễ. Để bài cho này. 3,9 gam benzen các bạn. Benzen này. 3,9 gam benzen. Và hỗn hợp gồm 10 gam H24 và 10 gam HNO3. HNO3
trong H2SO4 hiệu suất phản ứng đạt 80% là 0,8. Khối lượng nitrobenzen thu được, vậy đây thực hiện là phản ứng tỷ lệ 1:1. Nitrobenzen là anh này. NO2 cộng H2O. Đúng chưa? Thế thì bây giờ mình đi tìm số mol nhá. Anh này ăn tỷ lệ 1:1 rồi. Mình tìm số mol của benzen trước, benzen chính là C6H6. Thì phân tử khối của benzen của chúng ta là bằng 78, 3,9 mà chia cho 78 thì bằng 0,05 mol. Vậy số mol benzen chúng ta bằng 0,05. Số mol của HNO3, HNO3 cho 10 gam HNO3 63%, vậy mình tìm được M chất tan sẽ bằng là 10 nhân với lại 0,63 thì bằng 6,3 gam. Và mình tìm được số mol là 6,3 chia cho 63 bằng 0,1. Vậy số mol HNO3 bằng 0,1. Thế các em lưu ý cho thầy nha, hiệu suất thì phải tính theo chất hết. Được chưa? Đây hiệu suất là 0,8. Đây là 0,1, đây 0,05, vậy thì tính theo anh 0,05 này, hết này. 0,05 nhân 1 chia 1 nhân 0,8. 0,05 nhân 0,8 bằng 0,04. Vậy mình tìm được khối lượng của anh nitrobenzen C6H5NO2. Được chưa? 0,04 nhân với mở ngoặc đơn này, 12 nhân 6 cộng 5 này cộng 46 này bằng này 4,92 gam. 4,92 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D ạ. 4,92 gam ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Để các bạn có thể ghi lại phương trình và các bạn tính toán. Bắt nguồn của việc học hóa nó là từ phương trình. Chúng ta cần phải nắm phương trình, chúng ta mới hiểu được bản chất. Từ đó chúng ta mới chinh phục được môn hóa. Các em nhớ nhá. Câu 24. Câu 24 để có trong đề của thầy này. Câu 24 để có trong đề thầy suốt. Đun nóng một ancol đơn chức X với H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp thì sinh ra hợp chất hữu cơ Y. Thì ancol đơn chức X nhá. Ancol đơn chức X mà đun trong điều kiện thích hợp mà thu được hợp chất hữu cơ Y. Chỗ này chắc là ghi lỗi rồi, chỗ này là sẽ là C2H6. Chỗ này là C3H8. Thầy nghĩ vậy, đây là mắt lé quá. Cái chị gõ đề chị mắt hơi lé. Được chưa? Vậy ancol đơn chức X bây giờ thầy ký hiệu nó là C ghi thế nào nhỉ? H2O4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được hợp chất hữu cơ Y. Mình có hai trường hợp. Trường hợp 1 là từ ancol mà đi qua H2O4 đặc mà tạo thành anken. Được chưa? Cộng nước. Thì công thức tổng quát của ancol đến lúc đấy nó là ancol no đơn hở rồi. CnH2n cộng 2O tạo thành anken, nó sẽ là CnH2n. Được chưa? Thế đây là chất này là ancol đơn chức X. Chất Y sinh chất hữu cơ Y. Tỷ khối của X so với Y, D của X trên Y thì chính bằng phân tử khối của X chia phân tử khối của Y bằng 1,6428. Vậy suy ra ở đây mình sẽ có phân tử khối của X đây 14 cộng 14N cộng 2 cộng 16 là cộng 18 chia cho 14N thì bằng 1,6428. Vậy mình sẽ có này. Tìm thôi, 14 này alpha A này cộng 18 này 14 này alpha A này bằng này 1,6428 này bằng này 2,00. Úi giời ngon chưa? Vậy N chúng ta bằng 2 luôn. Không cần giải trường hợp số 2 nhá, không cần giải trường hợp số 2 nữa. Được không? N bằng 2. Vậy thì suy ra công thức của ancol chúng ta nó sẽ là gì ạ? C2H6O. Đúng không ạ? C2H6O, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bò các em nhé. B, bò. Thấy không ạ? Thế còn trường hợp số 2 ạ, nếu mà nó không ra N bằng 2 hay N ra một cái số lẻ nào đó thì chúng ta sẽ giải đến trường hợp số 2 là ancol mà tách mà đi qua H2O4 đặc thì nó tạo thành ETE cộng nước. Nhưng thực ra thầy nhìn được cái đấy là không thể rồi, bởi vì phân tử khối của ETE lúc nào cũng phải lớn hơn phân tử khối của ancol. Nhá. Thế còn ở đây là mình thấy là DX lớn hơn DI. Lớn hơn 1,64 mà, đúng không? Vì vậy chắc chắn là X phải lớn hơn Y. Vậy Y chỉ có thể là anken. Dễ chưa? Câu 25 ạ. Oxy hóa 6 gam ancol no đơn chức X thu được 5,8 gam anhít. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định ancol X là gì. Thì nhìn tưởng là khó, nhưng mà thực ra lại cực kỳ dễ các em ạ. Đây nhá. Đề bài cho chúng ta là ancol no đơn chức rồi. Vậy công thức tổng quát của ancol no đơn chức là CnH2n cộng 2O. 6 gam thì mình tìm được số mol luôn.
Đúng không ạ? Mình tìm được số mol luôn. Mình tìm được số mol nó sẽ là 6 chia cho anh này là 14N cộng 18. Thế mà oxy hóa thì thu được anhít, thì anhít chúng ta là CnH2NO. Vậy số mol nó sẽ là 5,8 chia cho phân tử khối là 14N cộng 16. Thế mà mình thấy là số mol hai này bằng nhau. Vậy từ cái ngày suy đanh này, đấy thì mình có phương trình luôn. Bấm máy tính là xong. Thấy thầy bảo dễ chưa? 6 này chia này 14 này, N này cộng 18 này bằng này 5,8 này 14 này, A này cộng 16 này bằng này. Đây ạ, suy ra đúng luôn, N bằng 3. Các em thấy không? Nhanh không? Để các skill làm cực kỳ nhanh nhá. N bằng 3 vậy thì ngay lập tức 3, vậy thì suy ra ăn cô chúng ta nó là C3H8O. Được không ạ? C3H8O. Lưu ý là ancol mà thu được anhít, ancol để mà thu được anhít thì khi và chỉ khi nó phải là ancol bậc 1. Anh này mặc dù có 3 carbon nhưng nó là ancol bậc 2. Bỏ. Đây ạ, 3 carbon ancol bậc 1. Vậy đáp án đúng là đáp án C nhá. Đáp án chính xác của chúng ta nó là đáp án C. Ôi, câu 26 nhìn kinh nhỉ các em nhỉ? Câu 26 nhìn kinh không ạ? Không kinh lắm, nhưng thôi cứ đánh dấu lại tí rồi chúng ta giải sau nhá. Không kinh lắm đâu, nhưng mà bởi vì thầy đoán là chắc các bạn sợ, nên thôi mình cứ đánh dấu lại tí mình giải sau. Mình giải câu 27 trước, tội gì nhỉ? Mình giải câu 27 trước nhé. Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol ạ. Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X thì cần 5,6 lít oxy. Ancol X này cần oxy này. Chúng ta tìm được số mol oxy bằng 5,6 chia cho 2,4. 5,6 chia 2,4. 0,25 mol. Thì thu được CO2 H2O. Số mol CO2 bằng 4,48 chia 2,4 bằng 0,2. Số mol H2O bằng 5,4 chia 18 bằng 0,3. Và mình nhìn thấy rằng là N nước lớn hơn N CO2. Và do N nước lớn hơn N CO2 nên suy ra anh X nó là ancol no. Đấy chưa? Chưa biết có đơn hay không nhá, mình chỉ biết nó là ancol no thôi. Và công thức tổng quát là CnH2n cộng 2OX. Được chưa? Vậy thằng X này CnH2n cộng 2OX. Và hơn nữa chúng ta lại có là N của ancol thì chính bằng N của nước trừ đi N của CO2. Và bằng N nước là 0,3 trừ N CO2 là 0,2. 0,3 trừ 0,2 bằng 0,1. Đấy chưa? Anh này là 0,1. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là 0,2 chứ 0,1 thì bằng 2. Được chưa? Bằng 2 nhá. Vậy thì suy ra anh X của chúng ta nó sẽ là C2H6OX. Được chưa? C2H6OX cộng với oxy thu được CO2H2O. Anh này 0,2, anh này 0,3, anh này 0,25, anh này 0,1. Vậy tới đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn nguyên tố oxy mình sẽ có 0,1 nhân X cộng với 0,25 nhân 2 bằng 0,2 nhân 2 cộng 0,3 nhân 1. Đến đây mình tìm được x bằng này 0,3 cộng 0,4 trừ 0,5 bằng chia 0,1 bằng x bằng 2 ạ. Suy ra x bằng 2. Được chưa? Vậy suy ra công thức nó là C2H6O2. Được chưa? CH6O2, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các bạn nhé. CH6O2 đáp án đúng là đáp án C. Các em phải chú ý là những cái câu này là những câu rất dễ có ở trong cái đề thi học kỳ của em, nên em phải nắm thật chắc cái cách giải nhé. Đừng có nhìn thấy N nước lớn N CO2. Lỗi sai hay gặp nhiều nhất ở đây là nhìn thấy N nước lớn N CO2 là chọn ngay nó là ancol no đơn là toang luôn. Chọn ngay ancol no đơn là CH6O luôn. CH6O là chọn ngay đáp án B luôn, là lệch với đáp án C là toang luôn. Và rất nhiều bạn trong quá trình thầy đi dạy, rất nhiều bạn gặp phải những lỗi sai như thế. Thì các bạn đã coi cái buổi học ngày hôm nay thì đừng bao giờ bị gặp phải lỗi sai như vậy nhá. Câu 28 ạ. Thực hiện tín hiệu như hình vẽ bên.
kết thúc thí nghiệm trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NO3 xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt. Vậy chất đích là gì? Kết tủa màu vàng nhạt nên tác dụng AgNO3 mà tạo ra kết tủa màu vàng nhạt. Vậy khi và chỉ khi cái khí thoát ra này, khí trong này này, nó phải là A1in. Thế bây giờ nếu mà nước vào CaO, chất đích là CaO, nước vào CaO thì không có sinh ra khí. Nước mà vào Al4C3 thì sinh ra CH4, CH4 thoát ra thì có đấy, nhưng mà không tác dụng với AgNO3 trong NH3. Nước vào canxi thì thoát ra hydro, hydro cũng chẳng tác dụng với AgNO3 trong NH3. Vậy chỉ có Ca2. Ca2 tác dụng với nước thì nó sẽ tạo thành là C2H2. Và CH2 này tác dụng với AgNO3 trong NH3. Để tạo thành kết tủa C2Ag2. Được chưa? Kết tủa màu vàng nhạt. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhé. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Các bạn nhớ chưa? Những cái phần này các bạn cần phải lưu ý cực kỳ đặc biệt nhá. Những cái phần này phải lưu ý cực kỳ đặc biệt. Giúp thầy. À, mình còn câu 26 nữa. Ủa. Mình còn mấy câu nữa đấy. Mình còn câu 26 này. Mình còn câu 21 này. Phải để ở đây tí để giải. Ồ, mình còn câu 29 nữa. 29 cũng khó đấy, 29 để lại nhỉ. Để lại 3 câu khó. Mình giải câu 30 trước đi các em. Mình giải câu 30 đi ạ. Cho phép biểu đúng. Nhiệt độ sôi của ancol etylic cao hơn ancol metylic, đúng. Để so sánh nhiệt độ sôi của ancol chỉ dựa vào liên kết hydro, sai. Ancol metylic ở dạng khí, sai. Tất cả ancol đều dễ tan trong nước, sai. Vậy phát biểu đúng nhất là nhiệt độ sôi của ancol etylic thì cao hơn ancol metylic là chính xác nhất. Để do phân tử khối nó chênh lệch nhau. Vậy giờ mình còn câu 29 này, câu 21 này và câu 26. Bây giờ thầy sẽ chữa cho chúng ta câu 21 trước, bởi vì câu 21 dễ nhất trong bọn này. 21 ạ. Các bạn quan sát vào đây nhá, như đây những câu khó. 27,2 gam ankinic. Ankin công thức tổng quát là CnH2n-2. Tác dụng với lại khí hydro. Số mol hydro là 15,68 chia 2,4 0,7. Xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y không chứa hydro và phản ứng xảy ra hoàn toàn. Biết rằng dung dịch Y phản ứng tối đa với brom là 16/160 0,1. Tối đa. Đề bài yêu cầu xác định công thức phân tử của X. Thế thì đây chúng ta lưu ý nhé. Hỗn hợp Y không chứa hydro, không chứa H2 này. Có nghĩa H2 hết. Được chưa? Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy có nghĩa là ankin sẽ có khả năng dư tác dụng brom tối đa. Thế thì câu chuyện nó quá đơn giản luôn. Nó quá đơn giản luôn. Có nghĩa là cái hỗn hợp Y này không chứa H2 và H2 hết rồi. Và sau đó nó tác dụng được với brom nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có bảo toàn liên kết pi. Mình sẽ có là số mol liên kết pi của X. Đây, trong X sẽ có liên kết pi. Sẽ chính bằng số mol H2 phản ứng. Chỗ này phản ứng hết mà. Thì cộng hết mà. Và cộng với số mol brom phản ứng. Bởi vì brom và hydro nó chỉ tác dụng với liên kết pi mà thôi. Vậy số mol liên kết pi trong X nó sẽ bằng là 0,7 cộng 0,1. Bằng 0,8, các bạn hiểu không ạ? Thế mà trong anh ankin này thì lại chứa 2 pi. Vậy vì vậy nên từ đấy mình sẽ suy ra được số mol của ankin sẽ bằng là 0,8 chia 2 bằng 0,4. Bởi vì mỗi ankin chứa 2 pi mà. Vậy 0,4 mol ankin thì sẽ chứa 0,8 mol pi. Và từ đây thì chúng ta sẽ tìm được phân tử khối của ankin bằng 27,2 chia 0,4 bằng ạ. 27,2 chia 0,4 bằng 68. Vậy suy ra mình sẽ có này. Anh này 12N cộng 2N là 14N. Trừ 2 bằng 68. Suy ra tìm được N bằng 68 cộng 2 bằng chia 14 bằng 5. Vậy suy ra cháu nó là C5H8. Được chưa? Ankin chúng ta là C5H8 các em nhé. Đáp án đúng là đáp án D. C5H8. Dễ mà đúng không? Định luật bảo toàn liên kết pi các bạn cần phải nắm được nhá. Xong câu 21 ạ.
Ngon lành cành đào nhỉ. Quá ngon lành cành đào, còn gì nữa. Mình sang câu 26 nhé. 26 nhìn vậy thôi chứ nó cũng không quá khó đâu. Khó nhất chỉ có câu 29 thôi các em ạ. Nhá, 26 nhìn vậy thôi, không 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 khó lắm đâu. Đây thầy chữa cho các em là bạn nhìn. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức mạch hở kế tiếp nhau trong các em đồng đẳng. Đơn chức mạch hở kế tiếp nhau trong các em đồng đẳng chưa biết được gì. Đốt cháy ancol thì luôn luôn thu được CO2 và nước. Dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2O4 đặc thì nó giữ lại nước, thì mình còn thoát ra CO2. Khí đi qua dẫn qua bình 2 đựng CaO2 lần thì nó giữ lại nốt CO2. M bình 1 tăng 9,9 gram. M bình 1 tăng thì chính bằng M nước và bằng 9,9 gram, nên mình tìm được N nước là 9,9 chia 18, 0,55. Khối lượng bình 2 tăng, M bình 2 tăng là 17,6 gram thì chính bằng MCO2 bằng 17,6 gram. Vậy mình tìm được số mol CO2 bằng 17,6 chia cho 88 bằng, chia cho 44 ạ, sorry, 0,4 mol. Số mol CO2 bằng 0,4. Vậy ở đây mình đã thấy một điều như này này. Các bạn phải tinh ý khi giải những bài tập về ancol. Là mình đã thấy là N nước lớn hơn NCO2 chưa ạ? Do N nước lớn hơn NCO2 và kết hợp đề bài cho là ancol đơn chức, nên mình sẽ suy ra nó là ancol no đơn. Công thức tổng quát là CnH2n cộng 2O. Các bạn nhìn rõ chưa ạ? Chưa dừng ở lại đấy, ancol no đơn mình còn có một điều, đó là số mol của ancol thì chính bằng số mol của nước trừ số mol CO2 bằng 0,55 trừ 0,4 bằng 0,15. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon trung bình, nó sẽ bằng là số mol CO2 là 0,4 chia số mol ancol là 0,15. Thì ra số nguyên tử carbon trung bình 0,4 chia 0,15 bằng 2,666. Mà các em lưu ý là đề bài ở đây cho ông ta là ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, nên mình có 2,66 này, nó lớn hơn 2, nó nhỏ hơn 3. Các em nhìn không? Lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Thì 2 tương ứng với nó là C2H5OH, 3 tương ứng nó là C3H7OH. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? C2H5OH và C3H7OH, hay nó khác là CH6O và C3H8O. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Dễ chưa? Dễ chưa? Đúng không? Đây là một cái câu dạng cơ bản của ancol nhá. Đây là một câu dạng cơ bản ancol, có nâng cao một tí xíu thôi. Xíu nhỏ nhỏ xíu thôi. Các bạn cần chú ý cách giải câu này nhá. Chúng ta sang cái câu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, câu số 29. Câu 29 là một câu thực sự khó. Thầy khẳng định khó khó với các em thôi, chứ còn các bạn lớp thầy thì chúng nó vẫn làm được. Làm mầm mầm ý. 29 lấy điểm 10. Hỗn hợp X gồm 0,1 mol CH4 này. Các bạn chú ý nha. 0,1 mol này. 0,1 mol CH2 này. 0,1 mol này. 0,5 mol H2 này. H2 này. À, các bạn trong quá trình học và thi bất có bất kỳ đề cương nào hoặc là có đề thi nào của trường thì hoàn toàn có thể gửi về cho thầy để thầy có thể like và thầy giải chi tiết cho các em nhá. Ưu tiên những bạn nào nhanh trước. Nung X trong bình kín thì thu được xúc tắc với xúc tắc niken. Sau một thời gian thì thu được hỗn hợp khí Y. Có thể tích là 12,32, điều kiện tiêu chuẩn 12,32 chia 2,4 bằng 0,55 mol. Cho Y hoàn phản ứng hoàn toàn dung dịch brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là bao nhiêu? Thế mình lại bảo toàn liên kết pi thôi ạ. Mình lại bảo toàn liên kết pi thôi ạ. Mình gọi là số mol liên kết pi ban đầu thì phải chính bằng số mol của hydro phản ứng cộng với lại số mol của brom phản ứng, không? Số mol liên kết pi ban đầu tính được, CH4 có 1 pi. CH2 có 2 pi.
Được chưa? Bằng số mol hydro phản ứng chưa biết. Đây là số mol hydro ban đầu, không phải phản ứng đâu nhá. Cộng số mol brom phản ứng. Vậy nếu mà chúng ta cần tìm số mol brom phản ứng thì chính nó bằng là 0,3 trừ đi số mol hydro phản ứng không? Vậy nhiệm vụ chúng ta bây giờ tìm số mol hydro phản ứng đó là sao? Đúng không ạ? Mặt khác, số mol hydro phản ứng thì lại chính bằng skill đây này, số mol hỗn hợp giảm ạ. Skill cực kinh điển để giải nhanh câu này. Số mol hỗn hợp ban đầu đây ạ. 0,5 cộng 0,1 cộng 0,1 bằng 0,7. Số mol hỗn hợp sau phản ứng là 0,55. Vậy ở đây bằng 0,15. Thế là mình tìm được số mol hydro phản ứng. Thế vậy là suy ra mình tìm được số mol brom phản ứng luôn. Các em nhỉ? Bằng ạ. 0,3 trừ đi 0,15 thì bằng 0,15. Ngon lành cành đào chưa? Vậy mình suy ra số mol brom phản ứng bằng 0,15. Vậy mình tìm được khối lượng brom bằng 0,15 nhân 160 bằng 24. Dễ không ạ? 24 gam. Quá dễ dàng. Thì cái câu 29 này là câu khó nhất trong đề ngày hôm nay nhá. Đấy, các bạn đã nhìn thấy là thầy đã chữa cho ra toàn bộ cái đề thi kết thúc học kỳ 2 của trường Thăng Long, phần hóa học lớp 11. Đấy, các bạn đã có một cái nhìn khái quát và các bạn được ôn lại tất cả những cái câu từ dễ đến khó rồi. Thì rất là mong muốn là tất cả các bạn đi thi sắp tới sẽ đạt được điểm thi cực kỳ cao. Và những bạn nào sau khi thi xong rồi được điểm cao rồi mà muốn đăng ký những cái khóa học dành cho lớp 12 của thầy thì hoàn toàn có thể inbox cho thầy nhá. Khóa học lớp 12 học sớm hoặc là khóa học lớp 11. Hiện tại bây giờ thầy đang có chương trình là đăng ký chọn bộ khóa học lớp 12 thì tặng, được tặng chọn bộ khóa học lớp 11, dành ưu đãi dành cho những bạn nào đăng ký đầu tiên. Với giá chỉ có 1 triệu 2 thôi thì em đã có được đầy đủ combo 3 khóa học, là khóa học nền tảng lớp 12 này, khóa học tổng ôn lớp 12 và khóa học luyện đề lớp 12. Khi đăng ký combo đấy em sẽ được tặng thêm là gì ạ? 2 khóa học lớp 11 là khóa học vô cơ lớp 11 và khóa học hữu cơ lớp 11 để dành cho những bạn mất gốc. Cực kỳ ưu đãi với những bạn nào mà bị mất gốc và bây giờ muốn lấy lại gốc học để học ngay từ bây giờ. Nha, bạn nào mà cần đăng ký khóa học thì hoàn toàn là inbox cho thầy. Ok ạ, bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại vào các buổi live sau. Và